khi Dragon đây là form trước khi debut cho hình dạng Cobra Cross Z của Banjo, là form kết hợp giữa chiếc chìa khóa cũng như ổ khóa và con rồng huyền thoại được phong ấn. Hình dạng bên Dragon không có gì đặc biệt trừ việc những chiếc gai rồng trên phần thân của anh cùng với gương mặt là hình đầu một con rồng. Bên phần Cloak cũng như Key mới là phần đặc biệt với chiếc ổ khóa trên gương mặt màu vàng đồng chủ đạo và một chiếc chìa khóa kéo dài từ phần vai cho đến phần tay trái của Bill. Tấn công chủ đạo của Key Dragon là những đòn tấn công từ lông trảo của hình dạng Dragon cũng như chiếc chìa khóa bên tay trái của anh. Sento chưa bao giờ thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh do Sento không đủ sức để duy trì hình dạng này quá lâu. Đòn tất sát sẽ phô diễn toàn bộ sức mạnh từ form Key Dragon Vortex Attack. Chiếc chìa khóa cũng như cọng dây xích sẽ dài ra quấn quanh kẻ thù, trói chúng lại. Tai Dragon sẽ tạo quả cầu lửa màu xanh khổng lồ, tích tụ nó và tấn công kẻ thù đang bị khóa chặt bởi Cloak, hủy diệt chúng bằng ngọn lửa thiên của rồng.